Để phục vụ hành khách đi tàu Cát Linh Hà Đông, Liên ngành Giao thông Vận tải Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công ty Hà Nội Metro bố trí các điểm gửi xe dọc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, các điểm dừng đỗ xe thường tận dụng vỉa hè với diện tích không lớn để làm nơi trông giữ. Điều này vô hình chung đã làm ảnh hưởng tới không gian đi bộ trên vỉa hè của người dân. Lâu rồi, cô cũng không biết được, nhưng mà nói chung là không có chỗ nào để đi cả. Để như thế này thì nó cũng chiếm một số không gian ở ngoài vỉa hè rồi, chị đấy là nên chỉ có thể đi được một số như này thôi, mà đi cây nó sẽ vướng, nó sẽ có một số chỗ nó sẽ vướng cây, vướng cổ. Thì đương nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng mà xe nó đứng như này thì nó sao mà đi được chị ạ? Ví dụ như là đang đi như này mà chẳng may mà kiểu xe nó bị phanh hay là nó bị mất lái, tài xế nó mất lái thì nó sẽ đâm vào mình thôi. Ngoài việc sử dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe, khiến người đi bộ không còn không gian đi lại, ngay dưới chân ga là nơi rác thải chất đống gây bốc mùi khó chịu. Những cái ngày oi nóng đi qua đây gặp những cái bãi rác này thì nó cũng bốc mùi lắm, mà cũng mất vệ sinh rồi ruồi muỗi các kiểu. Nếu mà thành phố mà giải tỏa được những cái chỗ bãi xe ở lòng đường như này thì tốt quá. Dân cũng tóm lại là cũng thuận tiện trong cái vấn đề đi lại cho những người đi bộ. Để chấm dứt tình trạng này, các cơ quan chức năng và ngành giao thông của thành phố cần sớm có kế hoạch quy hoạch và bố trí điểm đỗ xe phù hợp, có tính lâu dài, đồng thời rút kinh nghiệm đối với tuyến đường sắt Nhổn, ga Hà Nội trước khi đi vào hoạt động, để người dân khi sử dụng các tuyến đường sắt đô thị kết nối với nhau và kết nối với các phương thức vận tải khác có một nơi trông giữ xe hợp lý, không ảnh hưởng tới phần đường của người đi bộ.